bây giờ giống chán thế này ấy, trộm chả nhìn thấy cái gì thế này, mấy con đời thấp thì vứt đi luôn. Mấy chú đẹp lắm nhỉ. Dơ thế nào. Mờ quá bạn ơi. Ai xem ảnh à? Xem ảnh nào? Đây. Ôi không nhìn thấy mắt bạn ơi. Mày vừa phản này mất gì cho chó. Anh không thể hiểu nổi em nữa rồi đấy anh ạ. Làm sao cái gì? Anh hỏi em nhá, bây giờ là thời đại nào rồi mà em vẫn còn dùng cái con iPhone 6 cổ lỗ xít à? Em có thể lỗi thời à? Em thấy điện thoại đó chỉ để nghe mới gọi thôi ấy. Với cả là em phải lo bao nhiêu thứ, tiền học, tiền ăn, tiền nhà, rồi chi phí đi lại các thứ nữa. Em cảm thấy nó không cần thiết ấy. Thế nhưng mà anh lại cần thiết. Người ta đánh giá con người cho đấy, em hiểu chưa? Chia tay đi. Anh em cái gì? Sau những lần không hiểu nhau, tại vì tháng ngày bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi, tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan anh cũng rời đi khi anh hết yêu. Đến đây làm gì nữa? Anh em mình không hợp nhau đâu. Anh thấy em dùng mãi con iPhone 6, nhiều lúc chụp hình với lại selfie nó không đẹp. Con gái mà, nhiều lúc cũng phải chụp hình selfie cho nó đẹp một chút chứ. Anh mua cho em này, đừng giận anh nữa nhá.